Boan Cham Riven, Hy Nam, bất ngờ bóc phốt vợ ngoại tình ngay trên stream. Hy Nam là cái tên quen thuộc với cộng đồng Liên Minh Đời Đầu. Streamer sinh năm 91 được biết tới như là một trong những Boan Cham đầu tiên với tướng Riven. Cùng với khả năng hoạt ngôn và ngoại hình ưa nhìn, Hy Nam có lượng fan khá đông đảo và dần trở thành hot streamer. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên vào khoảng năm 2020, Hy Nam ít hoạt động hơn sau khi kết hôn và lui về chăm sóc gia đình. Khoảng 2 tuần trở lại đây, anh bất ngờ comeback với những giáo án Riven quen thuộc. Sau những lời tâm sự vu vơ, thì anh cuối cùng cũng hé lộ nỗi khổ của mình. Hôm qua, trên livestream suốt hơn 11 tiếng đồng hồ, Hy Nam khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ bị vợ cắm sừng. Theo chia sẻ, vợ anh đã lén lút qua lại với một chàng trai sinh năm 2003 suốt một thời gian. Không chỉ dừng ở đấy, anh còn tung hàng loạt tin nhắn, hình ảnh cũng như cuộc gọi của vợ với người này. Và sau khi cãi nhau những ngày qua, vợ anh đã bỏ ra ngoài hơn một ngày. Về phía Hy Nam, anh cũng đã trực tiếp đối chất với vợ ngay trên stream và khẳng định: "Tôi bỏ sự nghiệp vì gia đình thực sự là một sai lầm." Trong khi vợ và nhân tình mùi mẫn qua lại với nhau, anh khẳng định bản thân vẫn làm tròn trách nhiệm, chăm sóc con cái. Hy Nam còn liên tục nhấn mạnh, không thể nào cứu vãn được nữa rồi, khi vợ anh không có bất cứ sự hối lỗi nào sau khi bị chồng bóc phốt. Điều này như giọt nước tràn ly, khiến anh không muốn níu kéo cuộc hôn nhân nữa. Dù đã có con, nhưng với tình hình ngày một căng thẳng này, khả năng dẫn tới ly dị của cả hai là khá cao. Ngay khi vừa đăng tải, livestream của anh đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận, cũng như khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nguyên do bởi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp khi là streamer sở hữu lượng fan đông đảo, anh quyết định gác lại tất cả để chăm sóc vợ cũng như toàn tâm toàn ý lo cho con. Từng là cái tên đỉnh cao trong làng streamer, những năm gần đây anh gần như không có bất cứ hoạt động gì trên mạng xã hội. Dưới livestream, nhiều người không khỏi thể hiện sự bất bình trước những gì mà nam streamer phải chịu. Về phía Hy Nam, xuyên suốt stream, anh cũng khiến nhiều người lo lắng khi liên tục cho thấy sự suy sụp, tiều tụy và giọng nói nghẹn ngào khi kể về câu chuyện bị vợ cắm cho cặp sừng. Trong khi đó, vợ Hy Nam đã hứng chịu khá nhiều chỉ trích. Hàng loạt tin nhắn, bình luận từ phía người xem khiến cô cảm thấy khó chịu. Do đó, cô lập tức lên tiếng đáp trả trên trang cá nhân. Theo đó, cô tố ngược lại Hy Nam từng có người thứ ba trước đó, không chỉ một mà nhiều lần. Đó là chưa kể đến việc bạo hành của nam streamer. Chính điều này được cho là dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng. Thậm chí cô khẳng định mình luôn đốc thúc chồng trở lại stream thường xuyên hơn, chứ không hề muốn Hy Nam bỏ bê sự nghiệp. Cô mong muốn cộng đồng có cái nhìn khách quan hơn từ nhiều phía thay vì chỉ nghe những lời chia sẻ từ Hy Nam. Đồng thời, cô mong muốn mọi người ngưng chỉ trích những người không liên quan trong câu chuyện trước khi hiểu rõ vấn đề. Hiện nay, sự việc đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.